Và xin được hân hoan chào đón toàn thể các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã tới tham dự với lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược tài chính giữa quỹ Alamat Capital và công ty cổ phần tập đoàn Mellen trong buổi sáng ngày hôm nay. Good morning, ladies and gentlemen. I warmly welcome all of you to the signing ceremony of strategic financial cooperation agreement between Alamat Capital and Mellen Group, your stock company. Và lời nói đầu tiên, cho phép Thu Hằng xin được gửi tới toàn thể quý vị đang hiện diện trong hội trường ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, câu lời chào trân trọng nhất. On behalf of Alamat Capital and Mellen, we would like to express our great gratitude for your presence here today. My name is Thu Hằng, it will be my do. Do đó, chúng tôi đã luôn nỗ lực tìm kiếm những đối tác tiềm năng để cùng đồng hành trên chặng đường đó, hiện thực hóa mục tiêu vô cùng tuyệt vời này. I have always worked hard to find potential partner to have us realize this vision. Chúng tôi nhận thấy rằng Alamat Capital là một nhà chiến lược với đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước giàu chuyên môn, giàu kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực như ngân hàng, dịch vụ tài chính, fintech, thanh toán, SaaS, thương mại điện tử, phát triển phần mềm, viễn thông, media tech. Mellen recognize an immense potential in cooperating with Alamat Capital since they are all well known as a strategic term of domestic and foreign experts with deep understanding and experience in banking, financial services, fintech, payment, SaaS, e-commerce, software development, telecommunication, media tech. Sau một thời gian trao đổi và làm việc chuyên sâu, chúng tôi vui mừng thông báo sự hợp tác giữa Alamat Capital và Mellen đã được chính thức ghi dấu bằng lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ngày hôm nay. Đây có thể nói là bước ngoặt lớn đối với sự phát triển của cả hai đơn vị. After a long time working together, Alamat Capital and Mellen officially came to the signing ceremony today. This event can be seen a turning point in the development path of both sides. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, tới hiện diện với sự kiện của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu sự hiện diện của các vị lãnh đạo cấp cao tới từ Alamat Capital và Mellen. Ladies and gentlemen, joining in today's ceremony, we'd like to introduce the presence of our delegates from Alamat Capital and Mellen. Về phía quỹ Alamat Capital, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. From Alamat Capital, we would like to introduce ông Mark Forsyth, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Alamat Capital Singapore. Mr. Mark Forsyth, founder and CEO of Alamat Capital in Singapore. Xin trân trọng giới thiệu ông Châu Lê Minh, CEO Alamat Capital Việt Nam. Mr. Châu Lê Minh, CEO Alamat Capital in Vietnam. Về phía công ty cổ phần tập đoàn Mellen, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu. From Mellen, we would like to introduce ông Hoàng Mai Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Mr. Hoàng Mai Trung, Chairman. Ông Phạm Công Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Truyền thông, Mr. Phạm Công Hoàng, Vice President of Marketing and Communication. Ông Khổng Huy Quang, Phó Tổng Giám đốc Công nghệ và Sản phẩm, Mr. Khổng Huy Quang, Vice President of Technology and Product. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, Mr. Nguyễn Tiến Lâm, Vice President of Sales. Ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Tài chính. Mr. Nguyễn Đức Tài, Chief Financial Officer. Vâng, hân hạnh được nồng nhiệt chào đón đại diện các đơn vị truyền thông báo chí đã tới tham dự với sự kiện. We would like to warmly welcome our journalists to participate in today's event. Một lần nữa, hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của tất cả chúng ta. A round of applause to welcome all of y'all present today. Thank you very much. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, sau gần 4 năm hình thành và phát triển, Mellen đã không ngừng khẳng định bản thân với vị thế đó là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số bất động sản với nhiều sản phẩm đột phá và các giải thưởng uy tín đã đạt được trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ladies and gentlemen, Mellen has constantly asserted itself as a pioneer in real estate digital transformation since establishment in 2019 with many outstanding products and prestigious awards in this field. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây, Thu Hằng xin được mời quý vị sẽ cùng hướng sự chú ý của mình về phía sân khấu, cùng theo dõi những thức phim về Mellen để chúng ta có những cái nhìn tổng quan về tầm nhìn, sứ mệnh và con đường mà Mellen đã đi qua. Ladies and gentlemen, and now we would like to invite all of you to pay your attention to the stage and watch a short video about Mellen. Please enjoy the video.
Mayland với sứ mệnh tiên phong chuyển đổi số ngành bất động sản nhằm tăng tính thanh khoản, khai thác tối đa công năng sử dụng, góp phần khẳng định trí tuệ Việt, thương hiệu Việt, mang tầm nhìn trở thành tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có hệ sinh thái công nghệ, tài chính, bất động sản toàn cầu, niêm yết trên sàn chứng khoán và có giá trị vốn hóa hàng tỷ đô. Để hiện thực hóa điều này, Mayland đang phát triển hệ sinh thái công nghệ tài chính bất động sản, gồm các sản phẩm ứng dụng công nghệ để giải quyết tất cả các vấn đề của thị trường bất động sản. Chúng tôi đã thành công ra mắt các sản phẩm website mayland.com và app Mayland, sản phẩm Maybap, sản phẩm MayCRM, sản phẩm Mayas, sản phẩm Maypage, sản phẩm May3D, sản phẩm MayValue, sản phẩm MayProject, sản phẩm MayShare và chuẩn bị ra mắt sản phẩm MayOne, sản phẩm MayChat, sản phẩm MayReview, sản phẩm MayCRM for Business. Đó là thành quả của 4 năm làm việc không ngừng nghỉ bằng tất cả trái tim, khối óc của những con người Việt Nam. Vượt qua những khó khăn ban đầu, chúng tôi đã dần chứng tỏ bản thân và được sự công nhận của các đối tác, tổ chức chuyên môn và các cơ quan nhà nước. Làm những điều chưa ai làm, đó là kim chỉ nam giúp Mayland luôn nỗ lực không ngừng để tiến về phía trước. Với chặng đường gần 4 năm, chúng tôi hiểu rõ tiên phong chuyển đổi số bất động sản là một hành trình dài và khó khăn. Tuy nhiên, cũng sẽ thật vẻ vang với những ai đi đến cuối cùng. Vì vậy, Mayland đang tìm kiếm những đối tác tiềm năng với nguồn lực lớn mạnh để cùng vẽ nên một tương lai mới cho thị trường bất động sản, tạo ra các sản phẩm có doanh thu toàn cầu và khẳng định thương hiệu Việt, trí tuệ Việt. Vừa được theo dõi những thước phim về Mayland, và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây, ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland sẽ chia sẻ với quý vị về những điểm nhấn quan trọng của Mayland cũng như tương lai của cuộc hợp tác ngày hôm nay. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông. And now, ladies and gentlemen, Mr. Nguyễn Đức Tài, Chief Financial Officer of Mayland Group, will represent the Mayland. We present the highlights of Mayland and the future of the corporation today. Và quý vị thân mến, ngay sau đây, ông Nguyễn Đức Tài sẽ chia sẻ với quý vị để chúng ta có thể nắm rõ hơn về những hành trình, về những chiến lược và những tương lai của cuộc hợp tác vô cùng đặc biệt và tuyệt vời này. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiến lên sân khấu ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Mayland. Please welcome Mr. Nguyễn Đức Tài, Chief Financial Officer of Mayland Group. Lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới quý anh chị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Thưa quý anh chị, Kỳ Lân là một linh vật huyền thoại, đại diện cho sự hiếm có, khó tìm. Trong giới tài chính, khi nhắc đến Kỳ Lân, người ta sẽ nhắc đến các doanh nghiệp startup tư nhân có giá trị định giá từ 1 tỷ đô trở lên. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, mã cổ phiếu VNZ của công ty cổ phần công nghệ VNG chính thức niêm yết trên sàn Upcom. Và sau chuỗi 12 phiên tăng trần liên tiếp, giá cổ phiếu này tăng lên đến 1.327.600, đưa mức vốn hóa của công ty cổ phần công nghệ VNG là 39.200 tỷ, gấp 2 lần giá trị vốn hóa của Novaland. Và chỉ 2 năm trước đó, các quỹ đầu tư như Mera Asset hay Tema của chính phủ Singapore đã phải trả một mức giá cực kỳ đắt đỏ là 1.900.000 trên một cổ phần để mua bằng được một cổ phần của VNG. Kỳ Lân Việt Nam đã điểm danh những cái tên như VNG, Momo hay VNBay. Và tôi hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có một thương hiệu huyền thoại nữa được điểm danh trong danh sách Kỳ Lân mang tên Mayland. Thưa quý anh chị, sự thành công của Mayland đến ngày hôm nay được thể hiện bằng những con số biết nói. Tính đến thời điểm hiện nay, chúng tôi có gần 500 nhân sự hoạt động tại 4 khối, 18 trung tâm, 9 ban và hơn 50 phòng chức năng. Để có được những nhân sự này, chúng tôi đã tổ chức hàng nghìn lần, hàng nghìn đợt để tuyển dụng ra những nhân sự ưu tú và xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, Mayland cũng đã có những cơ sở làm việc đạt tiêu chuẩn hạng A, những thiết bị công cụ làm việc hiện đại nhất để hỗ trợ cán bộ nhân viên trong quá trình làm việc. Trụ sở Mayland tọa lạc tại tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6 tại tòa nhà 9799 đường Láng Hạ. Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các
cộng đồng nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Thương hiệu Mayland đã được phủ sóng trên toàn quốc với hơn 30 văn phòng đại diện và 5 văn phòng đại diện tại nước ngoài. Bên cạnh đó, các sản phẩm của Mayland mang sắc xanh chủ đạo đã phủ sóng trong cái chuỗi hành trình giao dịch bất động sản của khách hàng cũng như chủ đầu tư. Các sản phẩm của Mayland như Maymap, Mayland, Mayvalue, MayCRM bước đầu đã ghi nhận những doanh thu và có sự đánh giá rất cao từ các khách hàng cá nhân cũng như là các khách hàng doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Và với sự đồng hành của các đối tác hàng đầu như PwC hay Richard Moore, Mayland đang định hình được rõ nét thương hiệu tập đoàn May Group với những lĩnh vực hoạt động chủ chốt bao gồm công nghệ bất động sản BlockTech, chứng khoán hóa bất động sản BlockStock và công nghệ tài chính bất động sản FinTech. Ngoài ra, các thương hiệu sản phẩm Mayland cũng đã định hình được rõ nét hơn trong quá trình vận hành của mình. Và điều gì tạo nên sự tuyệt vời của Mayland như ngày nay? Ngay từ quá trình thành lập, Chủ tịch Hoàng Mai Trung cũng như đội ngũ ban lãnh đạo đã xác định Mayland là một công ty công nghệ tài chính bất động sản toàn cầu và mục tiêu niêm yết với giá trị vốn hóa hàng tỷ đô. Và chúng tôi đã lựa chọn mô hình cơ chế vốn bên cạnh cơ chế thị trường, tương tự các mô hình thành công khác trên toàn cầu như Grab. Grab hiện nay đã được định giá là 40 tỷ đô. Mức định giá này vượt cao hơn rất nhiều so với các công ty truyền thống khác như Nissan. Cũng tương tự như Grab, mô hình của Mayland đã hiện hình một cách rõ nét. Ban đầu chúng tôi là một công ty công nghệ bất động sản BlockTech và theo tiến trình thời gian, chúng tôi đã mở hướng ra hoạt động trong lĩnh vực BlockStock, chứng khoán hóa bất động sản và sẽ hướng tới lĩnh vực FinTech, sẽ có một ngân hàng số chuyên biệt dành cho lĩnh vực bất động sản và 73,2 tỷ. Dữ liệu người dùng và doanh thu đã có những bước đột phá trong những năm đầu vận hành. Và kết thúc kỳ báo cáo tài chính năm 2022, Mayland cũng đã thoát được cái mức lỗ lũy kế để có những mức lợi nhuận dương và những cái chỉ số tài chính vững chắc để tiến tới niêm yết trong tương lai. Và thưa quý anh chị, sự thành công của Mayland đến ngày hôm nay, tôi dành một lời cảm ơn chân thành nhất tới cộng đồng nhà đầu tư, tới khách hàng của Mayland, những người đã tin tưởng chúng tôi trong những ngày đầu thành lập. Và Mayland hiện nay, chúng tôi cần những nguồn lực lớn hơn, có sự tham gia của các định chế tài chính để tiến nhanh hơn tới mục tiêu của mình. Và với sự đồng hành của quỹ Alamat Capital, tôi tin tưởng rằng Mayland có cơ hội để tiếp cận các nguồn vốn ngoại lớn trên thế giới cũng như kiện toàn lại các nguồn lực để tăng cường cái khả năng hoạt động kinh doanh mạnh mẽ ở trong nước. Và tôi luôn tâm niệm là nơi nào có ý chí, nơi đấy có con đường. Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm, kiên định cố gắng của cán bộ công nhân viên Mayland, sự đồng hành của quý nhà đầu tư trong nước và quốc tế và sự tham gia của các định chế tài chính lớn trong thời gian tới, Mayland sẽ có những bước chuyển mình, đột phá, đạt được những thành tựu lớn trong chặng đường đầy cảm hứng sắp tới. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ với những chi tiết tới từ ông Nguyễn Đức Tài, giám đốc tài chính công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Thank you Mr. Nguyễn Đức Tài for your sharing. Quý vị thân mến, Alamat Capital, đơn vị đối tác của Mayland, là đơn vị đã ghi dấu mạnh mẽ trên thị trường đầu tư trên thế giới thông qua những thương vụ quốc tế thành công ở nhiều lĩnh vực. Ladies and gentlemen, Alamat has made a strong impression on the global investment market through the successful international deals in many fields. Và ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những thước phim giới thiệu về Alamat ngay sau đây. And now, please keep watching a video about Alamat Capital. Alamat Capital cung cấp cho khách hàng 3 dịch vụ lớn. 1. Tư vấn, mang lại cho doanh nghiệp những giải pháp phù hợp nhất từ kinh nghiệm và chuyên môn của chuyên gia Alamat. 2. Nghiên cứu, giúp doanh nghiệp có cái nhìn sâu sắc về thị trường dựa trên các nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia trên toàn thế giới. 3. Đầu tư, đem đến cơ hội hợp tác với mạng lưới các quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm, các tập đoàn lớn cũng như doanh nhân lớn trên khắp thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là đầu tư các ngành có dòng tiền ổn định, dự đoán được triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và động lực thị trường thuận lợi như y tế, tiêu dùng, công nghiệp sản xuất, công nghệ và thỏa mãn các tiêu chí có doanh thu và lợi nhuận triển vọng, có lợi thế cạnh tranh bền vững và vị thế độc đáo trên thị trường, có tiềm năng mở rộng thị trường theo hướng toàn cầu hóa, có đội ngũ giàu kinh nghiệm với tầm nhìn rõ ràng
và có cơ hội thoái vốn rõ ràng cho nhà đầu tư. Alamat sở hữu danh sách các thương vụ nổi bật trên nhiều lĩnh vực như công nghệ và tài chính, giải pháp bất động sản, năng lượng và môi trường, công nghiệp sản xuất, giáo dục, trong đó có nhiều thương vụ với giá trị từ 200 đến 1.000 tỷ. Đội ngũ Alamat là các chuyên gia có tên tuổi, am hiểu thị trường Việt Nam và thế giới. Giám đốc điều hành Alamat, ông Mark Forsyth, là cố vấn chiến lược tại Sof, giám đốc điều hành tại Vault ID. Ông đã có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sát nhập, tái cấu trúc, cố vấn, đầu tư mạo hiểm và mở rộng thị trường. Giám đốc điều hành Alamat tại Việt Nam, ông Châu Lê Minh, là chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, mua bán và sáp nhập. Ông là CEO và đồng sáng lập của Kivalian Ventures, là giảng viên môn đầu tư tại Đại học Tôn Đức Thắng. Ông Minh có kinh nghiệm huy động, đầu tư, tư vấn các thương vụ với giá trị hơn 100 triệu đô la và từng giữ nhiều vai trò quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính. Giám đốc tư vấn đầu tư bà Ngô Hà Linh, từng là giám đốc điều hành của LM Capital, giám đốc tư vấn của PwC Singapore và Úc trong vòng 4 năm, hỗ trợ doanh nghiệp trong các giao dịch M&A xuyên biên giới tại khu vực Đông Nam Á. Và còn rất nhiều chuyên gia khác của Alamat trên các lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính, fintech, thanh toán, SaaS, thương mại điện tử, phát triển phần mềm, viễn thông, MediaTek. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm chuẩn bị hồ sơ gọi vốn, chuẩn bị báo cáo thẩm định tài chính và tìm kiếm nhà đầu tư. Hợp tác cùng Alamat là cơ hội đưa bạn tiếp cận gần hơn với các quỹ đầu tư tiềm năng. Hãy để chúng tôi giúp bạn đi nhanh hơn trên con đường đến với thành công. Và quý vị thân mến, chúng ta đã vừa được theo dõi những thước phim về Alamat. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất vinh dự được chào đón sự hiện diện của ông Châu Lê Minh, CEO Alamat Capital tại Việt Nam. Ông Minh là người đóng vai trò then chốt trong quá trình hợp tác giữa Mayland và Alamat Capital. In today's ceremony, we're extremely honored to have the presence of Mr. Châu Lê Minh, CEO of Alamat Capital in Vietnam. Mr. Minh is known as a key person in the cooperation between Mayland and Alamat Capital. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ về những năng lực, kinh nghiệm của Alamat Capital và lý do tại sao Alamat Capital lựa chọn Mayland trở thành đối tác chiến lược. Xin được trân trọng kính mời ông. And now we would like to invite Mr. Châu Lê Minh to make a speech about Alamat introduction and why they choose to cooperate with Mayland. Please welcome. Hello. Tôi là Minh, tôi là đại diện của Alamat Capital ở Việt Nam. Lời đầu tiên thì tôi cũng xin cảm ơn các đối tác của Mayland và các thành viên của Mayland đã có mặt và tham dự trong cái buổi lễ ký kết của ngày hôm nay. Trong lễ ký kết này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn khi có được cái sự hợp tác toàn diện và một cái sự hợp tác có thể đạt được những cái mục tiêu chung của cả hai bên. Thì trong cái quá trình mà hợp tác chiến lược và hợp tác vốn với cả Mayland thì ngoài những cái việc bề dày về kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong khu vực, đặc biệt là trong các thị trường như Hồng Kông và Singapore, thì tôi cũng mong muốn được rằng là tôi sẽ giúp cho Mayland mang lại những cái giá trị tối đa và tìm kiếm các đối tác chiến lược và các đối tác về tài chính để giúp cho Mayland có thể thực hiện hóa được những cái mục tiêu của mình. Với những cái điểm mạnh của Mayland là một nền tảng công nghệ bất động sản phục vụ cho tất cả những cái nhu cầu của người dùng trong nước, thì tôi cũng thấy được rằng là Mayland đi theo được những cái xu thế của thị trường, đặc biệt là một xu thế về chuyển đổi số trong tất cả những cái lĩnh vực công nghệ và đặc biệt là lĩnh vực công nghệ về bất động sản. Và điều đó chúng tôi tin rằng là Mayland sẽ là một cái điểm sáng trong lĩnh vực về công nghệ bất động sản trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Và tôi cũng tin rằng Mayland sẽ là một kỳ lân trong tương lai gần. Và cũng xin cảm ơn tất cả các đối tác ở đây đã dành thời gian để bên Mayland và Alamat có thể chia sẻ những cái mục tiêu và những cái định hướng trong thời gian tới, và xin cảm ơn ạ.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ tới từ ông Châu Lê Minh, CEO Alamat Capital tại Việt Nam. Thank you Mr. Châu Lê Minh. Và kính thưa quý vị, bên cạnh đó, trong sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất vinh dự được giới thiệu tới quý vị sự góp mặt của nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Alamat Capital Singapore, ông Mark Forsyth, người đã vượt qua một hành trình dài để đến với chúng ta trong sự kiện ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, in our ceremony today, we are proud to have Mr. Mark Forsyth, founder and CEO of Alamat Capital Singapore. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ về lễ ký kết ngày hôm nay và những kết quả đầu ra sẽ được cam kết từ việc hợp tác giữa hai đơn vị. And now, we would like to invite Mr. Mark Forsyth to come up to the stage to share more about today's ceremony and the committed outcome thereafter. Please welcome. Good morning, everybody. Vâng, xin chào các quý vị đại biểu. Unfortunately, I don't speak any Vietnamese, not even a little bit, so apologies. And this lady, I'm very happy, will do the translation for me. Vâng, và rất tiếc là tôi không nói tiếng Việt, cho nên là chúng ta sẽ có phiên dịch ngay tại đây ạ. Firstly, I'd just like to say a few words about Vietnam in terms of the investment community's view of Vietnam. I think Vietnam's at an amazing turning point in its economy. 95 million people, 55% of the population's under 35. Most economies are based on the formation of land, real estate, property ownership, and I think the technology around that will be a major step forward in developing and improving the liquidity in the property market. I see this as a growth segment right around Southeast Asia. There's an amazing amount of capital sitting offshore looking at Vietnam. Vâng, và Việt Nam là một điểm sáng trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là châu Á, với tỷ lệ dân số, số lượng dân số ở đây là 95 triệu người và 55% dân số là dân số trẻ dưới 35 tuổi. Việt Nam là một điểm sáng trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ bất động sản và Việt Nam sẽ có những bước tiến rất lớn trong tương lai. I think this step and the interest in Vietnam will continue. Vietnam's GDP growth rate predicted to be between 6 and 8%. I think will continue for the next 10 years. And I think that will spur inbound investment. And I think it will also spur and will reignite the property development market in Vietnam. I know it's going through some challenges, but those will be momentary challenges. And challenges present opportunities. Vâng, và số tăng GDP ở Việt Nam hiện tại ước tính là sẽ tăng 6-8% và tôi nghĩ rằng là con số này sẽ tiếp tục tăng trong vòng 10 năm tới. Và đây sẽ là cơ hội mà các nhà đầu tư sẽ có những nhiều hứng thú hơn khi đầu tư vào Việt Nam. Và ở đây tôi cũng muốn nói rằng là Việt Nam sẽ có những cái thách thức trong tương lai và đây chỉ là những cái thách thức tạm thời mà thôi. Và cũng nên lưu ý rằng thách thức cũng có những khó khăn cũng có nghĩa là những thách thức. I've personally been involved in corporate finance for 35 years. I've been in Asia Pacific since 2000. I'm British. Second home is Australia. Third home is Singapore. Fourth home is now Vietnam. Vâng, và tôi muốn nói rằng là thách thức cũng có nghĩa là những cơ hội mà chúng ta sẽ có trong tương lai. Tôi cũng đã làm việc trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Tôi là người Anh, ngôi nhà thứ hai của tôi là Úc. Hiện tại tôi đang làm việc tại Singapore và tôi nghĩ rằng ngôi nhà thứ tư của tôi chính là đây, Việt Nam. I've been involved in finance technology, fintech, prop tech for about 20 years. The market in Asia Pacific is developing around these technologies. Different markets are growing at different rates. But I cut my teeth in Australia building a business from $1 billion to $19 billion. Vâng, và tôi đã có nhiều kinh nghiệm, ví dụ như là 20 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tài chính, fintech, proptech. Và tôi nghĩ rằng là thị trường châu Á, Thái Bình Dương là một thị trường rất tiềm năng và nhiều thị trường sẽ tăng trưởng với một tỷ lệ khác nhau. Và hiện tại ở đây thì trước đây thì tôi đã có kinh nghiệm là trước vốn thì chỉ có 1 tỷ đô la mà thôi, mà tôi đã nhân rộng nó lên thành 19 tỷ đô la Úc. Alamat Capital is involved in businesses right across Southeast Asia, although I have done business globally. Including Africa and the Middle East. But we see
the differences in technology, but the usefulness of cross-border technology between markets of Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, and Vietnam, all at different paces of evolution, but there are some similarities in terms of technology improvement in markets like Indonesia, Philippines, and Vietnam. Vâng, và Alamat cũng có nhiều sự đầu tư tại khu vực Đông Nam Á và tôi cũng có những số nhà đầu tư ở Châu Phi và Trung Đông. Và tôi thấy rằng là những quốc gia như Philippines, Việt Nam hay Singapore có một cái sự phát triển khác nhau về mặt công nghệ. Tuy nhiên, so với những nước như Philippines thì Việt Nam và những quốc gia như vậy thì cũng có điểm chung, chính là sự phát triển và sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ thông tin. So my interest is really seeing how the Vietnam market evolves. And you know, working with Miland to try and bring my experience both in technology implementation, execution around PropTech, FinTech, and bringing capital to help Miland grow. Vâng, và ở đây thì tôi cũng muốn làm việc, mong muốn ở đây là sẽ làm việc với Việt Nam trong một thời gian dài, giúp đỡ Miland và có thể áp dụng những kinh nghiệm của tôi về mặt công nghệ thông tin, PropTech, FinTech giữa Alamat và Miland. I'm very proud and honored that Miland have chosen Alamat to be their partner on this journey. The Vietnam team is doing a great job. We have a number of colleagues around the region who also have experience in PropTech and FinTech. And as you saw from the slides, we have a number of clients in similar businesses or tangential businesses to what Miland is trying to execute. Vâng, và tôi rất là tự hào khi vinh dự khi Miland đã chọn Alamat là một đối tác trong hành trình này. Và tôi tin rằng là bên phía Miland Việt Nam sẽ có những cái trải nghiệm rất tốt đẹp. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực PropTech và FinTech. Và trong cái video vừa rồi khi mọi người thấy thì đối tác của chúng tôi làm cũng như là đồng nghiệp mà chúng tôi đang làm việc bây giờ cũng có những cái điểm chung với Miland Việt Nam. So finally, I'd like to thank Miland for asking Alamat to join this journey. I'm very happy and looking forward to a very successful, fruitful cooperation. I'm hoping this journey is going to be a long one, but in terms of capital, a short one. I'm very impressed with the presentation the CFO delivered, and I want to have more discussion about this path to IPO. But you know, it's Alamat's job to provide my 35 years worth of experience and help as fast as possible Miland achieve its goals. Vâng, và lời cuối cùng tôi xin cảm ơn Miland đã chọn Alamat là nhà đồng hành cũng như là đối tác trong quá trình này, và tôi rất mong là chúng ta sẽ có những cái hợp tác thành công hơn trong tương lai, và chúng tôi cũng muốn hỗ trợ Miland trong cái con đường đến tới IPO. Và trong 35 năm kinh nghiệm của tôi thì tôi rất mong rằng là Alamat cũng sẽ hỗ trợ và sẽ có những cái tư vấn tốt và hữu dụng dành cho Miland. Without further ado, I'll just say thank you very much and I look forward to seeing you all at the breakout later. Thank you. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Thank you very much, Mr. Mark Forsyth. Và xin được trân trọng cảm ơn ông Mark Forsyth với những chia sẻ vô cùng tâm huyết và chi tiết vừa rồi. Và hy vọng rằng là cuộc hợp tác ngày hôm nay giữa hai đơn vị sẽ diễn ra thành công rực rỡ, giống như những điều mà các vị lãnh đạo của chúng ta đang mong đợi. Và kính thưa quý vị, trong buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất hân hạnh được chào đón sự hiện diện của người đứng đầu Miland. Xin kính mời Chủ tịch Hoàng Mai Trung sẽ tiến lên sân khấu phát biểu về định hướng của Miland và kỳ vọng khi thực hiện các định hướng này với sự đồng hành của Alamat Capital. And now, we would like to invite Mr. Hoàng Mai Trung to give a speech about the cooperation between Miland and Alamat Capital. Kính chào ông Mark Forsyth, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Alamat Capital. Chào đón ông Châu Lê Minh, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Alamat tại Việt Nam. Các anh chị phóng viên báo chí truyền hình, chào mừng sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu, khách mời cùng đại diện anh chị, đội ngũ nhân sự, thành viên cộng đồng Miland. Ngày hôm nay, chúng ta có mặt ở đây trong sự kiện ghi dấu thành công bước đầu của công ty cổ phần tập đoàn Miland trên hành trình đầy tham vọng trở thành một tập đoàn đa quốc gia, vốn hóa tỷ đô. Hành trình ấy khởi đi từ 4 năm trước với quá nhiều chông gai, quá nhiều thách thức. Để rồi hôm nay, bằng quyết tâm, trí tuệ của trên 400 con người tại Miland, bằng sự đóng góp nguồn vốn to lớn từ các nhà đầu tư,
một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cho ngành bất động sản, đã thực sự khắc tên mình trên bản đồ PropTech Việt Nam và bước đầu vươn tầm quốc tế. Trải qua hơn 4 năm hình thành và phát triển, từ một startup non trẻ, Mayland đã được Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội cấp chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Các sản phẩm trong hệ sinh thái, tài chính, công nghệ, bất động sản Mayland được các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội uy tín vinh danh qua các giải thưởng lớn như Sao Khuê, Việt Nam Digital Awards, Top 10 nhà cung ứng dịch vụ bất động sản Việt Nam tốt nhất, vân vân. Từ đây, Việt Nam có cơ hội hợp tác với nhiều thương hiệu tầm cỡ thế giới như PwC, Richmore, BSI, AWS. Sản phẩm của Mayland cũng được nhiều khách hàng lớn như Vietinbank, AMC, Agribank, TPBank và nhiều doanh nghiệp chủ đầu tư bất động sản trong cả nước tin tưởng lựa chọn. Dù vậy, Mayland hiểu rằng con đường vươn mình trở thành một kỳ lân công nghệ tiếp theo của Việt Nam, giải quyết hầu hết các vấn đề cho ngành bất động sản vẫn còn rất nhiều chông gai phía trước. Bên cạnh quyết tâm, nội lực của doanh nghiệp, sự ủng hộ về chủ trương, chính sách chung của cơ quan quản lý nhà nước, sự đồng hành của cộng đồng xã hội, Mayland rất cần sự hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ thiết thực từ các định chế tài chính lớn, có uy tín trong và ngoài nước. Đó cũng chính là lý do hôm nay tôi thay mặt đội ngũ nhân sự công ty Mayland, thay mặt cộng đồng nhà đầu tư, xin trân trọng đón chào quỹ Alamat cùng đến ký cam kết hợp tác chiến lược tài chính với hạng mục nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu nguồn vốn, thu hút đầu tư và cố vấn chiến lược tài chính. Cùng nhau, tôi tin tưởng quỹ Alamat cùng với đội ngũ các chuyên gia hàng đầu từ PwC, Deloitte, CBRE, Vina Capital, v.v. với kinh nghiệm thành công trong hàng loạt các thương vụ quốc tế giá trị lên đến hàng nghìn tỷ ở nhiều lĩnh vực, sẽ đồng hành cùng với Mayland rút ngắn con đường hướng tới mục tiêu niêm yết doanh nghiệp tại Việt Nam, IPO thành công trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Và thông qua cam kết với Mayland, Alamat cũng sẽ đặt bước chân khai phá thành công thị trường Việt Nam nói chung, thị trường PropTech Việt Nam nói riêng trong tương lai gần. Xin chúc sức khỏe quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ tới từ ông Hoàng Mai Trung. Thank you Mr. Hoàng Mai Trung for your sharing, for your speech. Thank you very much. Vâng, một lời chào, một lời cảm ơn rất nồng hậu tới từ vị lãnh đạo, người đứng đầu của Mayland gửi tới toàn thể quý vị đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Và để tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay. Đó chính là nghi thức ký kết hợp tác giữa Mayland và Alamat Capital. Ladies and gentlemen, and now comes the most important part of today's ceremony. The signing ceremony of strategic financial cooperation agreement between Alamat Capital and Mayland. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời đại diện ký kết của Alamat Capital và Mayland sẽ cùng tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận. And now, we warmly welcome the following signing representatives from Alamat Capital and Mayland who come to the stage for the signing sessions. Xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu ông Mark Forsyth, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Alamat Capital Singapore. We would like to invite on the stage Mr. Mark Forsyth, founder and CEO Alamat Capital in Singapore. Xin trân trọng kính mời tiến lên sân khấu ông Hoàng Mai Trung, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Mayland. We would like to invite Mr. Hoàng Mai Trung, chairman of Mayland. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các vị đại diện chứng kiến sẽ tiến lên sân khấu để tham dự với lễ ký kết ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. And we'll kindly invite the following witnessing delegates to present on the stage. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến lên sân khấu các vị đại diện để cùng chứng kiến nghi thức vô cùng đặc biệt và quan trọng này. Xin trân trọng kính mời ông Châu Lê Minh, CEO Alamat Capital Việt Nam. Mr. Châu Lê Minh, CEO Alamat Capital in Vietnam. Ông Phạm Công Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Truyền thông
Mr. Phạm Công Hoàng, Vice President of Marketing and Communication. Ông Khổng Huy Quang, Phó Tổng Giám đốc Công nghệ và Sản phẩm. Mr. Khổng Huy Quang, Vice President of Technology and Product. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh. Mr. Nguyễn Tiến Lâm, Vice President of Sales. Ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Tài chính. Mr. Nguyễn Đức Tài, Chief Financial Officer. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Chính sách Sản phẩm. Mrs. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Head of Product Policy Department. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, xin mời ông Hoàng Mai Trung và ông Mark Forsyth sẽ cùng thực hiện nghi thức ký kết. And now we'll like Mr. Hoàng Mai Trung and Mr. Mark Forsyth to start performing the signing ceremony. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện sẽ cùng đặt bút ký vào bản hợp đồng, bản hòa thuận hợp đồng hợp tác. And now we simply invite both representatives to sign the cooperation agreement. Vâng, quý vị thân mến, ngay trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay đang là khoảnh khắc ký kết giữa hai nhà lãnh đạo của Alamod Capital và Mainland. Trước sự chứng kiến của toàn thể chúng ta, bản hợp đồng đã chính thức được ký kết. Và hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng cho sự hợp tác thành công giữa Mainland và Alamod Capital. Ladies and gentlemen, the agreement was officially signed under our witnesses. Và xin được mời hai vị đại diện của chúng ta sẽ cùng trao đổi bản hợp đồng dành cho nhau. And our representatives, please switch the contract to each other to sign the cooperation contract. Vâng, và ngay bây giờ thì xin được mời hai vị đại diện, chúng ta sẽ cùng trao cho nhau những cái bắt tay thật chặt để thể hiện sự hợp tác bền vững và phát triển của hai công ty. And now let's share a firm handshake with each other as a symbol of our sustainable cooperation of two companies. Now please stand up please and we switch the contract to each other. Please hold up the contract and switch for Mr. Hoàng Mai Trung. Và xin được chúc cho sự hợp tác thành công giữa Mainland và Alamod Capital sẽ ngày một phát triển và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho khoảnh khắc vô cùng đặc biệt này. Và xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại diện. Và sau đây ông Hoàng Mai Trung sẽ đại diện Mainland gửi tới ông Mark Forsyth một món quà kỷ niệm cho lễ ký kết ngày hôm nay. And now Mr. Hoàng Mai Trung will deliver a commemorative gift for Mr. Mark Forsyth to celebrate this successful today of signing ceremony. Vâng, một món quà vô cùng đặc biệt và ý nghĩa mà Mainland muốn gửi tới cho đơn vị đối tác ngày hôm nay. Sẽ luôn tin tưởng và đồng hành cùng với Mainland và chúc cho sự hợp tác sẽ luôn phát triển và thành công rực rỡ hơn nữa trong tương lai. Vâng, và sau đây xin được mời quý vị đại diện, chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước một bước và cùng chụp hình với hai vị đại diện của chúng ta. We would like to invite our distinguished guests to come to the stage and we have a group photo together to make a remarkable moment today. Vâng ạ, và hãy cùng nhìn về hướng camera. Please look at the camera and give a smile. Hãy cùng dành những nụ cười thật tươi để nhìn về phía ống kính và cùng lưu giữ lại khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và đáng nhớ này. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa dành cho các quý vị đại diện của chúng ta trên sân khấu được không ạ? Thank you very much. Và xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại diện và xin mời quý vị trên chúng ta sẽ cùng quay trở về với vị trí ngồi của mình. Thank you very much and please come back to your seats and enjoy the performing. Yeah, thank you very much. Vâng, quý vị thân mến, như vậy là
phần ký kết vừa rồi cũng đã đến với những phần tiếp theo ngày hôm nay. Sự kiện lễ ký kết hợp tác chiến lược tài chính giữa Alamat Capital và Mainland đã đánh dấu một cột mốc vô cùng thành công, vô cùng rực rỡ. Chúng tôi hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ có những bước tiến lớn kể từ sự kiện này. Ladies and gentlemen, the signing ceremony of financial strategic cooperation between Alamat Capital and Mainland took place successfully. We hope that the cooperation between the two companies, the two parties, we make a great stride in this event. Và thay mặt cho Alamat Capital và Mainland, xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi lễ này. Once again, on behalf of Alamat Capital and Mainland, we would like to express our sincere thanks to distinguished guests, delegates, for taking your precious time to join in our ceremony tonight. In today, thank you very much.